Mừng mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ quay lại với một tựa, với tựa game hay gọi là hại não đó hả? Đó là tựa game Bonfire. Đó là tựa game Bonfire đó mà. Giờ hồi nãy mình chơi trước một chút xíu, đây mình làm một cái vài thứ thép để chuẩn bị cho trận chiến tối nay với mấy con quỷ sứ. Nó đập, nó nãy giờ nó đập mình, trời, nó đập mình muốn thở oxy luôn mấy bạn. Mà cái hai cái con xương nó đập mạnh như quỷ vậy. Mình sẽ có hai thằng này vô là mình sẽ qua cho nó làm linh gạt, linh gạt đi, và mình sẽ chế tạo cho nó là, để coi, linh gạt áo giáp, áo giáp thép ngon và sắt. Mình cũng làm được mỗi sắt vài được, vài sắt mình làm cho mấy hàng lính gác của mình được. Áo giáp sắt này kiếm kiếm cũng ngon lắm mấy bạn. Đấy, áo giáp sắt quăng vô nhanh rìu. Mình sẽ chế tạo hai cái cây kiếm thép rồi cho nó vô lính gác. Hai thằng mới vô đây đúng không, cho nó kiếm thép. Ui 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 ui, gì 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 mi, quá bị đánh hội đồng luôn á mẹ. Rồi rồi, hình như trận này muốn thua bạn ơi, chết bài chơi ngu rồi, chơi ngu rồi, bị đói quá nó giết nhau luôn mẹ. Mình sẽ cho một thằng dân làng, một số thằng dân làng qua, nông dân bỏ qua nghe đứng ghét đi ra. Đúng rồi, ra lại. Nó qua rồi đủ mé cây nha, kiếm thép quốc con. Hên quá mẹ má, có ba con sói rồi, bốn con, hên quá mẹ. Tự nhiên cái thằng kia mới vô nó cướp này, đó nó cướp đồ mình mẹ, cây thiệt, lột da cây chứ bộ. Đó quá, cướp đồ nữa chứ. Với cướp nông dân ba không biết làm đủ không, mình sẽ vô làm nông dân lột da chứ. Đây bốn con hơn á, chứ hai hai đêm trước là toàn là mấy con xương rồi, khó chịu lắm. Nó vừa vô hai thằng kia vừa vô là hai thằng cũ vừa chết luôn, quá vui luôn, không biết làm gì luôn. Giờ vô làm mấy thực phẩm không để nó chết nữa mất công. Giờ kiếm sắt đồ đầy đủ mà, lính ghét đồ, nói chung là full full kiếm sắt mà chưa có full là dép dép thép thôi. Dép thép là hơi mạnh. Ba thực phẩm đấy sẽ làm việc trong lòng trời. Đây đây là cái lò luyện thép đây. Đấy, nó bốc khói lên đó. Hôm nay mình không biết mình sẽ dẫn gì luôn á, không biết mình tập đầy mục đích gì luôn á. Hay là hết rồi, hay là tập cuối rồi. Còn cái thằng đi thám hiểm thì nó không thấy, mịt mờ, nó đâu rồi mấy bạn, vẫn không thấy nó luôn. À giờ mình kiếm sáu được sáu cái ngọc này, mình sẽ mua sách cổ cho một thằng nào đó nó học để tìm thành phố Naxia. Chắc chạy vậy, không tới tập cuối rồi, tại mình còn phải buôn bán, mình mua tập cuối nữa. Alo, mua cái này để cho mấy thằng này học, bữa thằng kia học nó khùng luôn mấy bạn. Mẹ thì học cái nó khùng luôn cây nha, rồi mất luôn cái thằng đó luôn. Chắc mấy bạn có thể click trên góc trái để ra coi cái tập, tập mấy ta, chắc tập 2 á, tập 2 hả, à, tập 3 không phải tập 2, tập 3 đúng rồi, tập 3. Bạn có thể quay lại coi lại tập 3. Ê, chế tạo áo giáp thép à, mình sẽ chơi áo giáp thép hết, chế tạo áo giáp thép hết. Ngon ngon, một gia đình mình sẽ quăng vô lính gác nữa hả, chắc vậy. Quăng vô lính ghét bạn, càng đông càng tốt. Quăng vô giúp thêm sao. Ok đó, ngon, một thêm một thằng nữa, một lượng mảnh thiên gạch à, không gì hết.
Sao quăng vô thợ mỏi sắt á. Da thuộc ha. Mình coi coi. Thép ấy ha. Hay là thực phẩm. Mình sẽ cho nó vô thực phẩm trước đi tính. Đá quý. Đá quý 6 cái mình phải cần 10 cái mua được cái. Ừ, mua được rồi, mua được rồi. Nông dân, mình nông dân cho này nó đi học. Đổi nghề, đổi nghề. Đừng điên à, không điên nữa, không á. Học giả, để cho nó học mấy bạn. Bớt điên lại. Ok, học đàng hoàng nha. À, quân sự của mình khá là ngon. À, ý mình là nó khủng bố đó. Tại một thằng là 1, 2, 3 mà 3 thằng có giáp thép rồi. Thì mình sẽ chế tạo cho một thằng có giáp thép nữa. À, quân sự của mình là vừa rồi luôn. Mà để giờ không ngại bố con nào. Mình sẽ qua hành động và chờ đến tối thôi. Và chờ cái thằng Lin kia nó học bậy. Vừa mới nói luôn. Vừa mới nói luôn. Nó khùng nó bay ra nữa rồi kìa. Không biết chừng nào mới có thể là được học được cái quái quỷ đó nữa. Điên thiệt. Chán. Tới rồi mấy bạn ơi, tới rồi mấy bạn ơi. Con nào đây? Đừng có con ừ. Giờ này có mấy con sói sướng mấy bạn. Tại lúc hai đêm trước là toàn mấy con quỷ quái gì đâu không. Mẹ mấy con sói này đánh cái xíu là xong. Đấy. Mẹ còn cái thằng học giả uổng. Giờ mình phải làm sao mình được kiểu như là mình làm được cái thằng học giả mà kiểu như nó tìm được mấy cái thành phố bị mất tích á, thành phố Na cái gì đó, bla bla đó. Đó mình cần tìm cái đó mẹ. Để mình làm những nhiệm vụ tiếp theo. Mà nãy giờ học hết hai thằng điên hết rồi. Không thể tin được. Khó chịu quá. Mẹ im coi mấy thằng này, mẹ. Còn cái thằng đi gì ta? Đi thám hiểm nó bay mẹ, nó bốc hơi nó mất tiêu rồi ra biển cái xong nắng chói quá bốc hơi. Không chịu về luôn. Mà lâu lắc lâu lơ. Rồi sáng luôn. Ui, làm việc trong lâm trại. Mình có làm việc trong lâm trại hả mấy bạn? Gỗ thì không cần nhiều lắm. Người chẳng gia đúc nông dân ui. Mình chắc đổi thằng xe gỗ này qua nông dân một chút xíu luôn. Nông dân nên thiếu thực phẩm mấy bạn. Cho qua nông dân đi. Cho này qua sắt. Cái thư cổ này làm sao có thể mà làm được nhỉ, khó chịu quá. Học hết ba thằng hai thằng chứ quên hai thằng điên hết. What the hell? Điên sạch xanh luôn á. Chế tạo thép thì ok rồi. Để coi nhân sự coi. 1, 2, 3. Ồ, rồi chế tạo cái nữa cho đều. Ừ, một thằng qua rồi mẹ. Một thằng quạt. Wow, mày gì ngon. Rồi ok, quân đội mình một khủng bố lắm rồi. Làm việc trong năm trời. Mình sẽ đưa thằng này qua. Hay làm thuyền cho nó nha. Làm thuyền cho nó nha.
làm thuyền cho đi nha. Qua lấy gỗ đi, qua cho nó lấy gỗ, quá lâu gỗ là cái sông đổi này đi luôn. Ok, mình sẽ tu nhánh này này qua. Rồi thêm một con tới rồi mẹ. Con to, một con thôi nha. Đúng rồi, con này chả xin thấm gì đâu, tại giáp thép gì full hết rồi đấy. Nó đập con người ta không chịu nhảy lên luôn, không thèm nhảy lên luôn rồi. Quá nhanh, đập con người ta mà người ta không kịp nhảy lên luôn mà. Lấy một ngọc. What? Mình sẽ nhân sự, mình sẽ quăng nông dân qua thầy sư gỗ cho nó lẹ luôn. Mình lương thực mình cũng khá là nhiều. Ok, nhà bị trong nông trại. Rồi là mùa đông thôi, mùa đông siêu lẹ là siêu chậm luôn. Ok, mình sẽ skip qua cái đoạn mình làm tới thuyền luôn, cho thằng này đi. Không, ok. Vậy, giờ mình sẽ thay đổi nghề của thằng này qua làm lính trinh sát. Ok, cho nó đem đi làm lính trinh sát cho nó mở mang tầm mắt. Đây nè.
nó sẽ đi và nó liệu có bốc hơi giống cái thằng kia không. Bạn nhìn vô nhân sự á, nếu mà nó rơi xuống 19 là hiểu cái thằng đó đi, nó bốc hơi đó. Còn cái thằng kia, thằng đi thuyền thì mình cũng chả biết nó ở đâu rồi. Có hai người còn thêm một hai người nữa, quá dữ. Mình cho một thằng vô sắt để mình tím cái ngọc cho nó lẻ bạn, còn một thằng thì vô vô mỏ than kiếm cho ngọc cho lẻ luôn. Mỏ than xe đẩy sắt xe đẩy, thế nên mình cân qua ba thay đổi nghề qua than đi. Trinh sát trở về báo cáo thông tin về một cái hang bí ẩn vậy thôi hả, mà không có gì luôn. Bí ẩn gì đâu, thấy đâu, hên là nó không mất tích các bạn. Ấy, khám phá, ồ, khám phá hang ngục từ sáng sớm đến ban đêm. Ồ, có cái mới bạn, chiến binh, mình sẽ tạo chiến binh, mình sẽ lấy thay đổi nghề chiến binh ngon, mình sẽ trang bị cho nó đầy đủ nhất có thể. Chế tạo mình sẽ làm thép, kiếm thép, kiếm thép bịp xong rồi mình sẽ làm gì ta. Rồi nó cần một chiến binh, hai chiến binh đi, có lẽ một nhà giả kim. Ủa sao nó mất rồi? Đấy hai con này nè. Chắc lại chứ, không biết con nào chết. Con nào chết đâu? Ừ, một thằng chết rồi bạn. Còn bốn thằng à. Bốn thằng lính ghét. Thêm một thằng chết. Đáng tiếc. Lên đồ vậy rồi vẫn chết. Mẹ nó. Hay thế nhỉ. Chiến binh nè. Già nhã kim mà. Nhà giả kim giờ mới biết luôn á. Đâu để kiếm coi. Không có người chăn gia súc thợ luyện thép, không có học giả cần văn thư cổ nhà thám hiểm chiến binh khiên. Ui giờ kèo khó nha, mình sẽ chuyển qua cho nó lính gác đi. Sẽ chế tạo đuốc lửa, đu 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 chiến binh ngầu vậy. Còn chính xác đi vô luôn rồi. Ok mấy bạn, giờ mình sẽ cho cái thằng nông dân chế tạo thuyền, cho cái thằng nông dân đi, mình sẽ cho đi không sợ gì hết. Rồi nhà thám hiểm ok luôn, 21 đúng không, nhà mình phải chờ 21 nha. Cho này qua làm lính canh đấy. Ghê. Ok, không biết chia đều được không, chế tạo. Ô, đi đi. Để tìm những nguồn đúc. À, để tụt xuống 20 bạn. Đi rồi đi luôn hả? Có khi nào về không? Không hiểu nha. Bù lại được này nè. Một gia đình nữa. Cho qua mỏ sắt, cho qua gỗ, cho qua luôn chiến binh cũng được, không sao. Mình sẽ bỏ sát vào đây bịch, và cái thằng thợ xây gỗ bịch bịch lính gác. Thôi
chế tạo coi đã, kiếm thép hay giáp sắt. Ở hình như cái thằng gì đi luôn rồi bạn. Rồi chính xác nè. Nó đâu? Tìm kiếm sai vậy? Mình phải có một lượng đá quý được tìm thấy. Đâu rồi coi, ngắm ngọc. Ui. Ok, mình sẽ skip qua cái chỗ mà có văn thư cổ và tối nay mình sẽ đánh với mấy con gì. Ok. Chính xác trở về rồi mấy bạn, chính xác trở về với một chiến lợi thẩm, thế là xong. Rồi nó tới, nó tới. Nó là hai con này nữa rồi, phải chết một thằng rồi. Chắc rồi. Còn nó giết hai thằng luôn. Giết hai thằng luôn. Mất hai nhân sư luôn. Mẹ. Mình sẽ mình chuyển được, chuyển được nè, chuyển mày coi thì nó nghề của nó. Ở tới đây thôi là mình sẽ skip qua cái trạng à. Ấy hình như có hai ngọc ở mày ngon, mình sẽ mua luôn, mua luôn và cho cái thằng thằng tòa sư gỗ chứ. Không, để tao coi, để mình coi cái thằng nào hợp lý nhất mày. Thông thái, mình sẽ kiếm thằng nào thông thái, mình thay đổi nữa. Cái này không phải bừa được nha bạn. Bây giờ mình mới nghiệm ra trung thực, không có thằng nào thông thái ta. Trung thực, dũng cảm, nhanh nhẹn, sung sức. Ủa chết, không có thằng nào thông thái, hình như không học được mấy bạn. Nhớ có mấy thằng thông thái mà ta. Ui thôi rồi, thế là không thằng nào thông thái thì sao cho nó học. Văn thư cổ này mệt lắm nha. Gì đây, gì đây, gì đây? Hết hồn. Mẹ mày chửi mày chạy vô mày giết quân tao chứ. Đang là một đen rất đôi, mẹ nữ sinh qua cũng có cứt. Đâu rồi? Đâu mà sang rồi. Không cần nữa. Giờ chỉ cần chờ người đến thôi mẹ.
Chính xác chết rồi mấy bạn ơi, chính xác chết rồi. Thông thái đi, thông thái đi. Ok, để mình coi một nhà thám hiểm về mất tích. Đừng nói chính xác nha. Ủa, chính xác đâu có đâu. Một lượng đá quý được tìm thấy. Ok, mình sẽ cho thằng này nó học văn thư cổ vậy. Thử coi. Có điên không? Ê, chết bà. Chuyển đến ghét quá. Quên, quên, quên. Quan chiến binh đi. Quan chiến binh qua lính ghét. Bây giờ để coi coi cái thằng kia nó học là sao nha. Đừng có chết, đừng có điên nữa nha. Rồi không ghét. Chiến binh nhé, quên. Qua lên ghét.
Ok luôn. Ngon. Vậy chờ đó mày. Vậy chờ coi cái thằng học giả nó ra sao rồi cầu cho nó học được thôi mày. Xung chỉ xung sức. Không biết làm được gì không mày. Suli học giả nha. Trinh sát trở về. Ây à, lại bị chết nữa vậy. Và mình sẽ là cái này phải cần gì rồi vậy? Nó cái này nó phải cần cái thằng kia rồi, nó phải cần cái thằng mà thông thái rồi. Mình sẽ chuyển cái thằng sư gỗ này qua chiến binh. Chiến binh đâu? Đi thôi coi. Ui à, quên trang bị cho thằng kia rồi mấy anh. Lục soát cho coi. Chỉ có một ít đất dưới đống xương. Hành quân. Huy đừng có gì hết nha. Huy chết mẹ. Mà đánh được, đánh được. Tấn công. Chiến binh đâu tấn công coi. Rồi điếm tiệt. Thôi nên rút lui. Cục cất mẹ đánh đâu. Ok. Ấy chết. Ấn lộn. Mở túi coi có cái gì không. Mẹ. Ừ sáu ngọc, sáu ngọc. Cái thằng kia đi lẹ lên coi. Có gì không. Đừng có gì nha, đừng có gì nha. Thôi xong. À. Con này mạnh lắm mấy bạn. Giờ sao? Được không vậy? Quánh coi. Ôi thôi. Ôi rồi thôi. Mình xong rồi mấy bạn. Giờ thả luôn chứ sao giờ. Mở lại. Ui à. Ok, tập này mình sẽ tới đây thôi là nếu mà bạn thích video này hay làm hơn hãy like, share và đăng ký kênh mình nha. À, mình nó sẽ là tuần lượt ra mình làm tiếp ra cái tập video hay hơn và chất lượng hơn. Bye.